Gôn. Bạn ơi, bạn ơi, sao mà lại đón con ạ? À? Sao mà có mấy ngày không gặp nhau mà gầy tọp thế này hả con? Đâu, con vẫn thế mà. À, mà mẹ bị sao ấy bà ạ? Có đêm mẹ ném đồ, xong rồi mẹ lại còn hét lên, xong mẹ còn khóc nữa bà ạ. Tội nghiệp con. Nè, bà nói nghe, con ở bên cạnh mẹ, phải nói chuyện với mẹ, động viên mẹ, để mẹ nhìn thấy con, mẹ sống vui khỏe nghe chưa? Vâng ạ. À, hay là bà bảo cả bố nghe, động viên mẹ đi. Con sợ bố mẹ cãi nhau lắm ạ. Ừ, bà sẽ nói với bố Nghĩa ha. Vâng ạ. Bây giờ bà đưa con về nhà mình nghe. Vâng ạ, con thích nhất là về nhà. Đi. Mình gieo hạt xuống sông rồi, cái mình phủi đất lên, thấy không? Sau đó mình phun nước lên ha. Vâng. Cái chậu này con làm xong chưa? Ừ. Con ơi, bố về kìa con. Ơ bố. Ừ. Bố ở đây ạ. Này bà cháu làm gì ngoài này đấy? Bố ở đây. Bố có thích trồng cây không ạ? Có. Để bố trồng cây cùng nhá. Bố này, giờ mình sẽ phủ đất lên hạt giống bố nhé. Ừ. Như thế này đúng chưa? Đúng ạ. Bà bảo muốn có cây xanh thì phải gieo hạt giống, phải có hy vọng bố ạ. Phải rồi. Mình mà gieo cái gì á thì sẽ gặt cái đó. Cho nên á, chúng ta phải chọn hạt giống nào tốt nhất mà gieo xuống, hiểu chưa? Vâng ạ. Ừ. Xong chưa? Bây giờ con phun nước lên nghe không? Vâng ạ. Nghĩa à? Dạ. Mẹ nghe thằng Gôn nó kể, hình như là An Nhiên nó bất ổn lắm con à. Vâng. Con nhìn thằng Gôn đi, trẻ con như một tờ giấy trắng gì đó. Cho nên mình đừng có làm tâm hồn của con nó bị nhọc hay là tổn thương như chưa con. Còn con Kitty nữa, sau này con bé nó lớn lên, mẹ muốn con đến trước mặt con bé và nói một cách đàng hoàng là bố vì con mà đã trở thành một con người tốt. Con hiểu rồi ạ. Sao rồi con, được không? Được ạ. Đâu. Ê, rồi đẹp quá vậy nè. Nó